1 tháng 12 mình có thể bắt đầu mở kẹo rồi. Đi. Bây giờ mình tìm cái ô số 1 này. Đó, ô thấy ô số 1 rồi đó. Đi nâu rơ thôi nè, chị Thanh nè. Mình có kẹo gì đâu, phải mẹ nào. Đi thơ, cho mình ăn kẹo đi. Ngon không? Đâu có ăn chưa đâu? Ngon không? Chu nha, hôm nay là ngày mấy? Hai. Đúng rồi. Hôm nay ngày ba mình mở cho mẹ nha. Ok, đâu? Mọi người tìm Chu luôn đó nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 12. Team của mình số 4 nha. À, ngày số 5 ok đâu, team nào? Đây là số 8. Rồi lấy đi con. Kẹo để mà 1 nè. Có mở ngày 10 không? Dạ có. Vậy là mình mở kẹo ngày mấy? Nè. 9 10 11. Rồi ok. Số 9 đâu? À mẹ thấy rồi. Mấy ngày này bận quá cho nên là hôm nay phải mở một lượt 3 hộp 9, 10, 11. Bắt đầu ăn đi nào. À, cho chị hai miếng với. Anh ba đút em ít đi. Nữa, lúc nào đút cũng rớt hết. Hai còn ăn cái đấy. Hôm nay là ngày 12. Mở kẹo số 13 đúng không? Không, số 12 cùng tìm với nhau nha. Ok. Tại sao lại tìm số 13? Em chạy ra đây đó hả? Tại là hôm nay là ngày mấy? 13. Ok, con tìm số 13 đi. À, cái này số mấy? 13. 13 hả? Ok. Hôm nay là ngày 14. Mọi người tìm cùng mình số 14 luôn nha. Để mày xem. Rồi, mở đi, mở số 14 đi. Kiss chocolate. Hôm nay mình mở số 15 nè. Ok, mở số 15. Cũng tổng lại số 1. Số 1 với lại số 5. Đây, mày thấy rồi nè. Mở ngày 19 nha. Bây giờ mình mở ngày 1 ngày 19 nha.
1 với 9 là 19. Mình mới 20 nha. Còn 4 ngày nữa thôi là tới Christmas. Ok. Hôm nay ngày 21 mình sẽ mở ngày 21 nhé. Mình sẽ mở cái số 21 chứ. Đây. Mọi người biết gì không? Hôm nay là ngày 22. Mình mở bằng ngày 22 nha. Ngày 23 rồi, còn một ngày nữa thôi. Mình đi tìm nè. Tìm gì? Tìm gì? Tìm số mấy? Số mấy? 23. Đây, 23. Đúng rồi. Wow, kẹo này đặc biệt nha. À, xin cơm luôn. Mỗi đứa một kiểu. Cảm ơn ý. Ok. Tiết mục đầu tiên của sáng ngày 24 sẽ là làm hộp bắp rang để dành cho movie night vào ngày mai tối ngày 25. Chị hai được làm hộp bắp rang hình Snow Girl, còn hai em sẽ là hai cái thông nhỏ. Yếm ngoan chưa? Rồi à, ý thích món nào nhất nè? Ý thích món nào nhất đâu? Ý thích gyoza đúng không? Ô thì thích gì con? Cái chừng đâu đó thì ô chỉ cho mẹ đi rồi mẹ nói cho con biết cái tên. Đúng rồi, ô thích gì? Ok, Louis please sit down. Tempura nhất đúng không? And sushi. Hôm nay đây là bữa trưa nuôi ngày 24. Hầu như tất cả các tiệm đều đóng cửa, nên là mình không có quá nhiều sự lựa chọn. Thôi anh đỡ sushi nha. Được không? Dạ. Con uống cái gì vậy ô? Nước trà hả? Rồi bắt đầu ăn nha. Noel là ngày lễ lớn nhất ở Canada, cho nên ngày 24 và 25 thì hầu như tất cả mọi nơi đều đóng cửa, kể cả Walmart. Đặc biệt là ngày 25 thì không có một tiệm nào mở hết, cho nên ngày đó thì mình chỉ có thể ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình thôi đó nha mọi người. Sau khi ăn uống no say thì tới tiết mục viết thiệp. Mục đích của những tấm thiệp này là cả nhà sẽ dĩ nhiên là gửi lời yêu thương cho nhau, và đặc biệt là sẽ có những tấm thiệp của ba mẹ gửi cho các bé để tổng kết về những gì các bé đã đạt được trong năm, cũng như là những mong muốn, hy vọng của ba mẹ về những điều mà các bé cần cố gắng trong năm tới. Mọi người nhớ xem đến cuối cùng để biết những tấm thiệp năm nay của các bé được ba mẹ viết gì nha. Louis và Leo thì không biết chữ rành, nhưng hai bạn nhỏ này vẫn muốn tự tay mình có thể viết được thiệp cho ba mẹ. Vì một chút không may mắn mà hôm nay ngày 24 tháng 12 chị Jenny đã bị kéo xuống màu đỏ rồi mọi người ơi.
Bây giờ không còn cách nào khác nữa nên là hai em phải xin cho chị Hai. Hai em có xin cho chị Hai không? Nhưng mà tại sao phải coi cho chị Hai lên màu green? À, tại ôm muốn Hai được quà hả? Ờ, ít được nice đúng không? Mẹ biết. Đúng rồi, hai anh em rất là nice. Cho nên bây giờ hai anh em sẽ xin cho chị có đúng không? Bây giờ con xin làm sao? Lên màu xanh được không hả? Ô, sao? Chị Hai có tốt không mà được lên màu xanh con? Nhưng mà chị Hai có tốt không? Con nghĩ chị Hai mình có tốt không? Có không? Chị Hai có yêu thương con không? Chị Hai có phải là người chị tốt không? Vậy giờ mình cho chị Hai lên màu xanh đúng không? Đúng không Yết? Ok, quyết định vậy nha. Chị Hai nè, nhờ có hai em nè, nhờ nguyên năm qua mình đã tốt nè. Mình đã là một người chị tốt nên bây giờ có hai em xin giùm, thấy không? Good job, bây giờ mẹ kéo lên nha. Giờ chị Hai lên được nice là nhờ tình yêu đó, biết không? Bây giờ mình sẽ làm bánh trong nhà Noel để mà tối nay ông nhà Noel tới nhà mình sẽ có bánh để ăn. Đó là chúng ta bữa theo. Đem thôi. Mẹ bỏ nhà để ăn là hai cái nhà này. Cánh nhà. Ô đấy, hai cái này là hai cái cánh nhà. Đó là hai bức tường, đây là. Ô đấy là cánh nhà mà. Hai giờ mình cánh. The Christmas tree. Làm bánh gingerbread house là một hoạt động không thể thiếu bởi vì ông nhà Noel đi phát quà đường xa sẽ bị đói nên mình cần chuẩn bị đồ ăn trong nhà Noel và reindeer để có sức đi tiếp. Cái set bánh gingerbread house này thì có bán ở khắp các siêu thị và ở trong set đó thì có đầy đủ từ bánh cho tới những cái đồ trang trí luôn á. Và mình chỉ có việc làm theo hướng dẫn thôi, cực kỳ dễ. Mỗi người một tay như vậy thì vui quá trời là vui luôn. Các bé thì cứ lăng xăng chạy xung quanh chờ đến lượt của mình. Xong rồi, đây là một chiếc tác phẩm nhỏ của gia đình Leo Yves. Nhìn cũng mắc cười quá ha. Được biết là xong luôn. Còn màu gì đưa hay một màu thích đây? Kem. Rồi, bây giờ các bé đã chuẩn bị thay đồ để đi ngủ. Trước khi ông Noel tới, ông Santa tới. Bây giờ con có lời nhắn gì với ông Santa phải không Nhi? Dạ, con để bánh rồi nha. Ông nhà Noel tới thì khỏi lời đói đó. Rồi. Sữa. Sữa cho ai vậy? Chào Randy uống. À, Leo chuẩn bị sữa cho Randy á hả? Randy được. Randy được. Randy có Leo nhà này không? Rồi, Randy chắc cũng vô đó. Ít. Lỡ nó cái dài mà mình liếm 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 được không? Lỡ Randy dài đủ. Còn ít thì con có cái gì? Con chuẩn bị kẹo cho ai? Vậy á hả? Rồi. À ok. Ăn đây.
Đây là ngôi nhà bánh gừng mà các bé đã làm. Ông già Noel nhớ ăn nha. Rồi bây giờ mình đi ngủ nào. Đứng lên, ready. Let's go, Louis, let's go. Bye. Ê, con chuẩn bị kẹo mà con để lại cho em ăn đem đi đâu. Rồi, bye bye. Mọi người sẽ biết tất cả những quà. Đúng rồi. Rồi, bye bye nha.